Một người phụ nữ đến nơi làm việc mới của mình, một ngôi trường, trông rất ảm đạm và trống rỗng. Đây là cô ấy ngày đầu tiên giảng dạy ở trường này và cô ấy gặp khó khăn trong việc tìm kiếm lớp học được chỉ định của mình, bốn ơ, nhưng với sự giúp đỡ của một sinh viên, cuối cùng cô ấy đã tìm thấy nó. Lớp học bao gồm một loạt các ồn ào và những học sinh kiêu ngạo. Tuy nhiên, cô ấy phớt lờ tất cả và bắt đầu giảng dạy giống như cô ấy đã làm cả đời. Và chỉ trong vài ngày cô bắt đầu quen với học sinh. Tuy nhiên, một ngày nọ khi cô ấy trò chuyện với một giáo viên khác, cô ấy biết được lớp 4 ơ mà cô ấy đã giảng dạy không tồn tại. Sợ hãi, người phụ nữ vội vã đến nơi này và phát hiện ra rằng giáo viên là bên phải. Lớp học trống rỗng và nó xuất hiện như thể nó đã như vậy từ nhiều năm nay. Người phụ nữ là Jennifer và vài ngày trước đó cô ấy được nhìn thấy trên đường đến trường trong một chiếc taxi. Nó là ngày đầu tiên của cô ấy và cô ấy vừa hào hứng vừa lo lắng về điều đó. Khi cô ấy đến cơ sở, trời đã mưa to và ngôi trường lớn trông hoang vắng và trống rỗng. Jennifer cố gắng hỏi một rất ít sinh viên chỉ đường đến phòng nhân viên nhưng tất cả đều phớt lờ cô. Sau đó cô đi lang thang quanh trường cho đến khi cô gặp một học sinh tên là John, người đang chơi bóng rổ tất cả chỉ một mình. Jennifer tự giới thiệu mình là một giáo viên dạy thay trong khi John giải thích rằng đó là giờ ăn trưa và đó là lý do tại sao mọi người đều ra ngoài. Sau đó cô ấy đưa cô ấy đến phòng nhân viên và rời đi. Bên trong phòng nhân viên, Jennifer gặp cô ấy, công cán bộ sinh viên của trường. Như hai người đang trò chuyện, hiệu trưởng cô Oang đến và chỉ định Jennifer thay thế giáo viên cho một lớp học buổi chiều. Cô tiết lộ rằng giáo viên lịch sử đang nghỉ thai sản và sẽ vắng mặt trong một vài tháng. Jennifer vui vẻ chấp nhận vị trí buổi chiều vì cô ấy muốn có được về cuộc chia tay gần đây của cô ấy. Sau đó, cô ấy rời đi sau khi xác nhận rằng cô ấy sẽ bắt đầu từ ngày hôm sau. Tuy nhiên, chiều hôm sau khi Jennifer đến trường, cô thấy phòng nhân viên trống rỗng. Thay vì cô tìm thấy một ghi chú trên bàn của cô công nói rằng cô đã được chỉ định vào lớp 4 ơ. Cô ấy có cũng đề cập rằng các học sinh của lớp đó khá tinh nghịch và cảnh báo cô ấy phải cẩn thận. Tuy nhiên, Jennifer có động lực đến mức cô ấy không ngại nhận bất kỳ loại học sinh nào. Cô sớm mạo hiểm lên lầu để tìm lớp 4 ơ, nhưng thật kỳ lạ, nó chẳng ở đâu cả. Sự kỳ lạ có điều là vẫn không có học sinh trong trường, mặc dù nó không phải là bữa trưa thời gian. Ngay sau đó, cô bắt gặp cùng một cô gái từ trước đó, Dondon, và một lần nữa yêu cầu giúp đỡ. Dondon, người tình cờ học cùng lớp, đưa giáo viên mới đi cùng. Khi họ đến tại 4 ơ, Jennifer lưu ý rằng lớp học trông giống như một chợ cá hơn là một lớp học. Vài học sinh đang cãi nhau, một số đang viết lên bảng, trong khi những người khác chỉ ném những lời tục tĩu. Bỏ qua tất cả những điều này, cô giới thiệu bản thân và bắt đầu nói về tầm quan trọng của lịch sử, nhưng mọi người đều phớt lờ cô ấy. Họ chỉ đơn giản là quan tâm đến việc trò chuyện và vui chơi. Jennifer nhận ra rằng cô công đã đúng về lớp học và quyết định thay đổi chiến lược giảng dạy của mình một bit. Cô hứa sẽ mang đến những bộ phim lịch sử vào ngày hôm sau để mọi người có thể học hỏi một cách thú vị, nhưng vẫn không ai, ngoại trừ Dondon, chú ý đến một từ cô ấy đang nói. Để làm cho vấn đề tồi tệ hơn, một số chàng trai kiêu ngạo thậm chí còn đưa ra những bình luận xúc phạm đến cô. Bất chấp tất cả những điều này, Jennifer giữ cho cô ấy bình tĩnh và tiếp tục với lớp học. Cuối buổi tối hôm đó, khi Jennifer đang đi dạo xung quanh khu chợ sầm uất, cô phát hiện ra rằng một số học sinh của mình có liên quan đến ngoại tình. Họ đang đưa John, người trông có vẻ sợ hãi, lần đầu tiên đi cùng họ. Jennifer đối đầu với họ trong trước mặt khách hàng của họ khiến tất cả họ phải bỏ chạy. Tuy nhiên, cô quản lý để bắt được một đặt tên là Carol và cho cô ấy một bài giảng nghiêm túc. Nhưng đáng ngạc nhiên, thay vì xin lỗi, Carol nói cô ấy bận tâm đến công việc kinh doanh của riêng mình trước khi bỏ đi. Khi Jennifer sắp về đến nhà, bạn trai cũ của cô ấy, Trung, được nhìn thấy đang đợi cô ấy. Anh cầu xin cô cho anh một cơ hội, nhưng cô trả lời rằng cô ấy đã cho anh ấy nhiều cơ hội trong 3 năm qua để làm cho mọi thứ hoạt động. Tuy nhiên, người đàn ông bướng bỉnh tiếp tục khăng khăng và thậm chí quỳ xuống để thuyết phục cô, gây ra khá nhiều xôn xao trong khu vực. Nhưng may mắn thay, trước khi mọi thứ có thể leo thang, cha của Jennifer, Abraham, đến đó và kéo con gái mình đi. Trước khi anh ta rời đi, anh ta cũng cảnh báo Trung rằng anh ta sẽ gọi cảnh sát nếu anh ta đến gần con gái mình một lần nữa. Sau khi về đến nhà, Jennifer chia sẻ sự việc với mẹ cô, Trân, và suy sụp. Nó biến ra rằng Trung đã từng say xỉn nghiêm trọng và hành hung cô. Điều này tiếp tục trong vài năm và đó cũng là lý do tại sao Jennifer không thể làm việc. Trân an ủi con gái mình bằng cách nói rằng cô ấy nên quên đi quá khứ và có một khởi đầu mới. Công việc mới tại trường là hoàn hảo cơ hội cho điều đó. Ngay sau đó, Abraham bước vào phòng và nói với Jennifer rằng cô không nên hãy mềm lòng nếu Trung gặp lại cô ấy. Ngày hôm sau ở trường, Jennifer cố gắng lấy kiểm soát lớp học nhưng một lần nữa cô thất bại thảm hại. Cô cũng lo lắng cho John, người dường như vắng mặt. Sau khi lớp học kết thúc, cô ấy hỏi Carol về Dondon, nhưng những người bạn nam của cô ấy đã ngắt lời và đe dọa Jennifer sẽ giữ im lặng về sự cố tối qua và ngừng tọc mạch. Ngay sau đó, Jennifer thấy Dondon đang bước vào phòng vệ sinh và đi theo cô ấy. Đáng ngạc nhiên, tất cả các quầy hàng trong phòng vệ sinh đều trống rỗng. Nó xuất hiện như thể cô gái đã biến mất trong không khí loãng. Bỏ qua điều này, Jennifer cố gắng đi ra ngoài nhưng tìm thấy cánh cửa khóa. Sợ hãi, cô kêu C, U, nhưng không ai có thể nghe thấy cô. Đột nhiên, những hoạt động huyền bí kỳ lạ bắt đầu xảy ra. Các quầy hàng trong phòng vệ sinh bắt đầu tự đập, nước vỡ ra từ vòi và lưỡi quạt bay đập vỡ tất cả các gương và gần như đâm vào cô. Khi Jennifer theo dõi trong nỗi kinh hoàng và không thể tin được, máu bắt đầu nhỏ giọt từ trần nhà, cho thấy một con số kỳ lạ. Đã vài giờ trôi qua và khi Jennifer không trở về nhà, người cha lo lắng của cô, Abraham, thông báo cho cảnh sát.
Họ ngay lập tức theo dõi điện thoại di động của cô và phát hiện ra rằng nó vẫn còn bên trong trường học. Cảnh sát và Abraham tìm kiếm mọi ngóc ngách của nơi này và cuối cùng tìm thấy cô ấy ở góc phòng tắm, bị đóng băng trong sợ hãi. Khi họ bật đèn, Jennifer nhận ra rằng mọi thứ có vẻ bình thường. Sau đó, cô ấy bắt đầu hoảng loạn và muốn về nhà. Sáng hôm sau, khi Jennifer nghỉ ngơi trong phòng, cha mẹ lo lắng của cô ấy tin rằng cô ấy sẽ đi thông qua một cuộc khủng hoảng cảm xúc và đề nghị cô ấy nghỉ làm một thời gian. Tuy nhiên, chỉ vài phút sau, Jennifer nhận được cuộc gọi từ cô công, người yêu cầu cô tham gia công việc từ ngày hôm sau, tuyên bố rằng không có ai để dạy học sinh. Jennifer lúc đầu do dự, nhưng vì cô ấy không có gì nhiều để làm, cô ấy đồng ý. Trong cảnh tiếp theo ở trường, Jennifer đang trò chuyện với cô công trong giờ nghỉ trưa. Cô hỏi về lý do tại sao các sinh viên của 4E lại tinh nghịch như vậy, và nghe thấy điều này, cô công đột nhiên trở nên nhợt nhạt. Cô ấy tiết lộ rằng không có lớp học nào như vậy tồn tại trong trường học và Jennifer đã được chỉ định một lớp học khác. Đúng như dự đoán, Jennifer không hãy tin điều đó vì cô ấy đã tương tác với các sinh viên và biết họ khá rõ. Để xác minh, cô ấy tuyên bố cô ấy đưa cô công đến lớp, nhưng khi đến lớp cô ấy ngạc nhiên khi thấy nó bị bỏ rơi. Nó có vẻ giống như một phòng lưu trữ hơn là một lớp học. Cảnh tượng khiến Jennifer hoảng sợ và đây là lúc hiệu trưởng Wang đến và tiết lộ mọi thứ. 20 năm trước có một lớp 4E trong trường, trong đó có rất nhiều sinh viên. Tuy nhiên, một học sinh cụ thể luôn bị bắt nạt và dằn vặt bởi những người khác. Chán ngấy mọi thứ, một ngày nọ, sinh viên mang một hộp xăng vào lớp học và thiêu rụi toàn bộ nơi này, cướp đi sinh mạng của 14 người. Trong số đó là hai giáo viên, những người đã cố gắng tuyệt vọng để cứu các học sinh, nhưng tất cả đều vô ích. Bởi vì sự cố, trường học đã bị mang tiếng xấu, và đó là lý do tại sao lớp 4E đã bị hủy bỏ vĩnh viễn. Sau khi nghe câu chuyện, Jennifer vẫn còn bị sốc vì cô ấy không thể hiểu làm thế nào cô ấy có thể xem các học sinh. Để trấn tĩnh cô ấy, hiệu trưởng giao cho cô ấy một lớp học mới, 2A, dường như có những học sinh giỏi nhất trường. Khi Jennifer biết rằng lớp học được tiến hành độc quyền vào buổi sáng, cô ấy đồng ý lấy nó. Trên đường về nhà, Jennifer lại bị chặn lại của Trung. Anh liên tục khăng khăng cô cho anh cơ hội, nhưng một lần nữa cô phớt lờ anh. Đột nhiên cô ấy nhìn thấy Donden với một số vết bầm tím trên mặt, nhưng trước khi cô ấy có thể hỏi bất cứ điều gì, thiếu niên sợ hãi cảnh báo cô không được quay lại trường học trước khi bỏ trốn. Sau đó, khi Jennifer về đến nhà, cô thấy cha mẹ mình cùng với một số giáo dân đang cầu nguyện cho cô. Ngày hôm sau, Jennifer phớt lờ mọi lời cảnh báo và đến trường. Khi cô ấy bước vào cái mới class 2A, cô ấy bị sốc khi thấy những học sinh tương tự từ lớp được cho là không tồn tại. Sợ, cô cố gắng chạy trốn, nhưng một số chàng trai chặn cửa và khăng khăng đòi cô dậy. Jennifer giả định đó là tất cả trí tưởng tượng của cô ấy và tiến hành viết lên bảng, nhưng đột nhiên, một số sinh viên quay lại thành ma. Một trong số họ đánh đòn lưỡi dài tách ra của cô, trong khi một số bay và tiếp cận cô. Nhưng như ngay khi Jennifer quay lại, mọi người trở lại bình thường. Ngay sau đó, Jennifer phát hiện ra John ra hiệu cho cô ấy đi, vì vậy cô ấy mở cửa và ra khỏi trường nhanh nhất có thể. Tối hôm đó trước khi về đến nhà, cô lại tình cờ gặp John, người cầu xin cô đừng bao giờ trở lại trường học. Khi Jennifer hỏi tại sao, cô gái tiết lộ rằng các sinh viên khác là cố gắng giết cô ấy. Nói nhiều như vậy, cô rời đi. Thêm vài bước nữa, Jennifer thấy Trung đang chờ cho cô ấy và cố gắng phớt lờ anh ta. Tuy nhiên, anh ta ngăn cô lại và cho cô xem một đoạn ghi âm một vài phút trước đó, nơi cô ấy đang nói chuyện với không khí. Hóa ra Donden cũng là một con ma. Khi Jennifer trở nên sợ hãi, Trung lo lắng cho cô ấy và đưa cô ấy đến gặp một thầy trừ tà được gọi là Master. Anh ấy nói với Jennifer rằng ngôi trường bị ma ám và đưa cho cô ấy một con dao găm ma thuật để sử dụng để chống lại các linh hồn trong thời kỳ tuyệt vọng. Sau đó, khi Jennifer trở về nhà, cô ấy phát hiện ra rằng cha mẹ cô ấy đang ở ngoài qua đêm. Ngay sau đó, cô ấy nhận được một cuộc gọi trên điện thoại cố định từ một trong những học sinh bị ma ám, những người trêu chọc cô rằng không có nơi nào để chạy. Jennifer hoảng loạn và ngắt kết nối cuộc gọi, nhưng ngay sau đó, điện thoại di động của cô bắt đầu đổ chuông. Linh hồn ở phía bên kia nói với cô ấy để nắm lấy bất cứ điều gì đang đến với cô ấy. Đột nhiên, đèn bắt đầu nhấp nháy và những tiếng động lạ và các sinh vật bật lên từ điện thoại của cô ấy. Hoảng sợ, cô lấy con dao găm ma thật ra và đâm điện thoại của mình, khiến mọi thứ phải dừng lại. Sáng hôm sau, Jennifer nhận được một cuộc gọi từ mẹ cô ấy, Chân, trên điện thoại của hàng xóm vì điện thoại của cô ấy bị hư hại. Chân đề cập đến rằng cô ấy đã đến trường của mình theo hướng dẫn của con gái cô ấy và bây giờ cô đi cùng với hai học sinh từ lớp 4E. Một trong số đó là Carol, người lấy điện thoại và yêu cầu Jennifer nhanh chóng đến cứu mẹ cô ấy. Không lãng phí thời gian, Jennifer vội vã đến trường và tìm thấy các học sinh trong các hình thức tinh thần của họ. Họ đã đặt Chân trên mép cửa sổ, sẵn sàng đẩy cô ấy xuống. Ngay sau đó, Carol hỏi Jennifer liệu cô có muốn cứu mẹ mình không hoặc chính mình. Jennifer trả lời cả hai và lấy ra con dao găm ma thuật phát ra ánh sáng mạnh mẽ đủ để tạm thời làm mù tất cả các linh hồn. Đáng buồn thay, một trong số họ đẩy Chân ra khỏi cửa sổ, giết cô ấy ngay lập tức. Khi Jennifer nhìn thấy cơ thể vô hồn của mẹ mình trên mặt đất, cô ấy trở thành tức giận và bắt đầu dùng dao găm đâm từng linh hồn một. Một học sinh trông bình thường cầu xin Jennifer không giết cô ấy, nhưng dù sao cô ấy cũng đâm cô ấy. Sau đó, cảnh sát đến hiện trường và bắt giữ Jennifer, người trông giống như một kẻ tâm thần bây giờ. Cha mẹ quẫn trí của cô cũng đến, tiết lộ rằng Chân vẫn còn sống. Hóa ra cô ấy chưa bao giờ đến trường. Khi Jennifer theo dõi trong sự sốc, cảnh sát trưởng giải thích rằng cô đã giết hại dã man 14 học sinh từ phòng học 4E. Chỉ sau đó, một người đàn ông đến hiện trường, tự xưng là hiệu trưởng.
Jennifer khẳng định rằng người đàn ông đang nói dối vì hiệu trưởng là cô Oang. Cô đã thuê anh ta một tuần trước và tiết lộ về sự cố diễn ra cách đây 20 năm. Nghe điều này, hiệu trưởng thực sự của nhà trường nói với cảnh sát về vụ việc xảy ra cách đây 20 năm. Anh ấy đề cập rằng vì mọi người đều sợ hãi câu chuyện, nhà trường đã phải che giấu những bức ảnh tưởng niệm của 14 người thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn. Sau đó, anh ta di chuyển một cái tủ và phát hiện ra những bức ảnh, trong đó cho thấy các học sinh từ lớp học ma ám và hai giáo viên. Các giáo viên được tiết lộ không ai khác chính là hiệu trưởng Oang và cô Công. Hơn nữa, nó được tiết lộ rằng Jennifer đã giết học sinh với một thuốc Nervit mà cô nghĩ là một con dao găm ma thuật. Thuốc Nervit tương tự bạn trai cũ của cô Trung đã từng phạm tội không thể tưởng tượng được vào ngày hôm trước. Này có nghĩa là cô ấy chưa bao giờ gặp Trung thật mà chỉ có tinh thần của anh ấy. Nghe tất cả những điều này, Jennifer bắt đầu cười như một kẻ điên, buộc cảnh sát phải đưa cô đi. Khi cô ấy ngồi chiếc xe cảnh sát, cô ấy nhìn thấy Donden bên ngoài đang dê bóng rổ của cô ấy, đó thực sự là đầu của Trung. Tôi mong bạn thích nó. Đăng ký để xem nhiều video như thế này, bật thông báo và để lại like. Để lại bình luận nếu bạn muốn chúng tôi tóm tắt lại bộ phim yêu thích của bạn cho đến lần sau. Bình luận sẽ giúp phát triển kênh của chúng tôi. Cảm ơn vì đã xem.